Chúng tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi ngắn, Trung Quốc Ấn Độ. Tại sao kinh tế của Ấn Độ lại chậm trễ so với Trung Quốc quá xa? Trong khi Ấn Độ lại là một quốc gia dân chủ theo kinh tế tư bản, còn Trung Quốc thì ngược lại. Ấn Độ thì là dân chủ thôi quý vị ạ, nhưng mà cũng không nhất thiết là tư bản đâu, đúng không ạ? À, chúng ta phải nhìn thấy là Ấn Độ, Trung Quốc ở đây thì chúng ta thấy thể thế chính trị của Ấn Độ nó là dân chủ đúng không cái đấy thì uh, uh, ai cũng biết thế nhưng mà cái dân chủ của Ấn Độ thì nó cũng không là dân chủ thuần khiết nó cũng khá là mang tính chất kiểu như giả cầy đúng không ạ hay mình nói là nó pha đấy đấy nó cái kiểu nó như vậy hay nói tư bản uh, Trung Quốc uh, kinh tế uh, định nghĩa uh, định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng mà nó cũng là pha lõng lửa mùa đúng không ạ lửa lạc lửa mỡ Thế còn thể chính trị của Trung Quốc thì là thể chính trị là Đảng Cộng sản đúng không quý vị. Và cái này thì không có gì để nói rồi. Thế còn à, kinh tế thị trường của Ấn Độ à, thì không phải là nhất thiết là tư bản đúng không ạ? Như chúng tôi vừa nói quý vị, cái mức độ tư bản của nó cũng bình thường thôi, à, chứ không đến mức độ tư bản tư bản trừ còn nền kinh tế của trung quốc thì gọi là nền kinh tế xã hội nhưng mà cái uh, xã hội của nó cũng là cái xã hội trừ đúng không ạ có nghĩa rằng là nó nửa tư bản ông này thì cũng nửa tư bản mà ông này thì cũng nửa xã hội điều đấy không có nghĩa là nó giống nhau không phải là cứ nửa cái kia thì là sẽ giống nửa cái còn lại thì đây mình nói như thế này để mình nhìn thấy thôi nhưng mà tất cả những cái điều này nó không phải là yếu tố quyết định đúng không ạ mặc dù chúng ta thừa biết rằng là những cái nền kinh tế uh, tư bản ấy thì nó là một nền kinh tế mà khai thác cái nguồn vốn một cách cùng cực và tối ưu để mà tạo ra của cải vật chất đúng quý vị thế nhưng mà đấy nó chỉ nó chỉ rơi của cải vật chất đến nó chỉ rơi vào tay của những nhà tư bản thôi đúng quý vị còn đây mình đang nói về cái việc phát triển kinh tế xã hội mà thì nó đâu phải là cái chuyện nó thuần túy là tư bản cho nên có thể tôi không biết là như thế nào cái tỷ lệ của những người giàu ở Ấn Độ so với người Trung Quốc là bao nhiêu phần trăm hay như thế nào đó nhưng mà rõ ràng các nước tư bản nếu tính theo tỷ lệ đầu người thì những cái nhà tư bản hay nói những người cự phú ấy so với lại mặt bằng chung thì cái tỷ lệ đầu trên đầu người so với một nghìn người nó nhiều hơn so với các nước ở xã hội chủ nghĩa như là Trung Quốc chẳng hạn hoặc như Việt Nam của chúng ta bởi vì cái kinh tế chúng ta thì tập trung vào cái số đông của cái tầng lớp gọi là bình dân và tầng lớp trung lưu đúng không ạ còn cái kinh tế tư bản thì nó tập trung vào cái đỉnh và cái nạn nhân cuối cùng là những tầng lớp ở dưới đáy và cũng là cái bình dân nữa, đúng không ạ? Thế thì cho nên cho chúng ta thấy rằng nếu nói về phát triển rằng là để mà khai thác tối ưu nguồn vốn để mà phát triển cho nền kinh tế một cách thuần túy phát triển kinh doanh thì từ trước đến nay thì không ai còn nghi ngờ đó là cái nền kinh tế tư bản. À, thế nhưng ở trong câu chuyện này thì chúng ta phải để ý tới một cái vấn đề nữa là chúng ta đã nói đi nói lại cái việc mà phát triển nền kinh tế tư bản hay không tư bản ấy là nó phải do cái việc mà lưu thông nguồn vốn và dựa trên cái quan hệ cung cầu, đúng không ạ? Thế thì cái điều đấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tính mở cửa của nền kinh tế. Chúng ta để ý rằng Việt Nam ta là một đất nước xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế xã hội, nhưng mà kể từ khi chúng ta mở cửa một cái thì nó đã đổi đời ngay. Trung Quốc mở cửa một cái thì nó đại khái nó tạo ra một cái sự thay đổi thần kỳ. Việt Nam chúng ta cũng có thể nói là một cái kỳ diệu, đúng không ạ? ấn độ theo dân chủ tư bản nhưng mà cái độ mở của họ lại không bằng trung quốc và họ có rất nhiều những cái quan liêu tham nhũng thì tôi không biết như thế nào nhưng mà quan liêu của ấn độ thì có thể nói là tốt của các nước tư bản luôn các nước dân chủ luôn và cái độ đóng của nền kinh tế của họ cũng là một độ đóng hàng đầu của các nước gọi là thị trường tự do theo tiêu chuẩn của phương tây cho nên chính vì lý do đó mà nó mới dẫn tới cái việc là nền kinh tế của ấn độ nó không thể là phát triển theo cái, cái cái ý nghĩa là nó có thể khai thác tuyệt đối cái nguồn vốn được đúng không ạ đấy là một cái mà nó cực kỳ quan trọng chúng ta chúng từ nói từ rất lâu rồi đúng không ạ là Việt Nam hay là Trung Quốc mặc dù là một đất nước nền kinh tế xã hội thế nhưng mà làm một đất nước mở cửa cho nền kinh tế vẫn phát triển thì nếu như mà chúng ta để nói về một cái nấc thang ấy là như thế này giả sử nó có bốn nấc nhé quý vị nhé giả sử có bốn nấc là đây là một nền kinh tế phát triển có tiềm năng phát triển nhanh nhất thì đó là một nền kinh tế mà vừa tự do đúng không ạ tức là vừa tư bản và vừa dân chủ đúng không, quý vị mình không thể nào không thừa nhận rằng là các nước dân chủ tự do thì người ta có thể dễ dàng thành lập công ty dễ dàng phá sản dễ dàng nắm bắt những cơ hội đại khái là không phải nhìn trước nhìn sau quá nhiều à, đặc biệt là cái giới có tiền đúng không, quý vị thì phát triển tốt nhất thế nhưng về yếu tố thứ hai của nó thì cái điều quan trọng nhất nó phải là cái yếu tố đóng mở cho nên là cái yếu tố quan trọng nhất ở đây đúng không ạ chúng ta phải thấy là cái cái việc đóng mở như vậy thế thì ở cái khía cạnh này chúng ta thấy rằng là trung quốc đứng ở cái vị thế chí thứ hai do là họ là một cái nền kinh tế không phải tư bản nhưng mà họ lại rất là mở đúng không ạ đấy nền một nền kinh tế mở còn họ bản thân là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa còn đến cái thứ ba là một cái yếu tố đóng yếu tố đóng ở đây thì chúng ta thấy là đại diện của nó là ấn độ đó là một nền kinh tế có thể nói là theo hệ tư bản và dân chủ đúng không ạ thế nhưng mà cái tư bản của họ là tư bản đóng cho nên nó tụt xuống cái vị trí gọi là thứ ba còn cuối cùng thì nó vừa là một nền kinh tế xã hội nhưng mà nó lại vừa đóng nữa ví dụ như chúng ta nói là triều tiên hay cuba chẳng hạn đúng ạ thì đấy là những nền kinh tế nó vừa xã hội chủ nghĩa vừa đóng thì có nghĩa rằng nó ăn cả hai cái đại khái là hai cái bất lợi liên quan tới việc phát triển kinh tế bởi vì chúng ta vẫn nói một điều đấy là cái kinh tế xã hội thì tập trung vào cái phần đông của xã hội mà chúng ta cho nên nó không thể nào kích thích phát triển một cách đột biến được đúng không à. ạ còn trung quốc họ được ngày nay là thứ nhất là mở thứ hai nữa là cái tiềm năng về cái nguồn lực con người của họ ấy, và cái quá trình lịch sử nó khá là độc đáo của trung quốc trong suốt mấy chục năm vừa qua cho nên nó mới tạo ra được một cái điều như vậy nhưng mà cơ bản nó vẫn dựa trên cái nguồn lực của họ cho nên họ đã có một cái uh, sự so sánh được với nền kinh tế mỹ đúng không à. ạ chứ còn nếu như mà họ là một đất nước thuần túy tư bản thì chắc chắn họ sẽ ăn đứt nước mỹ nếu như bây giờ ngày hôm nay mà họ đổi sang tư bản mà đến khoảng độ mình tính khoảng 2 ba chục năm nữa thì có nghĩa là cái nền kinh tế tư bản thuần tư bản mà 1,4 tỷ, tỷ người đúng không ạ cộng với một nền kinh tế mở hết cỡ mà có 1,4 tỷ người thì nó sẽ cực kỳ khủng khiếp như vậy để chúng ta nói một điều rằng là cái yếu tố đóng mở của nền kinh tế nó sẽ cực kỳ quan trọng bởi vì nó đóng ấy thì nó sẽ dẫn tới cả những cái việc quan liêu đúng không ạ hạch sách nhũng nhiễu chậm chạp vân vân tôi có thể đây là chúng ta có thể đến đất nước trung quốc và ấn độ chúng ta biết ngay nếu à, chúng ta nhìn trên bản đồ thì mặc dù ấn độ là một đất nước có một hệ thống đường xá khá là tốt đúng không ạ đây là chúng ta nhìn trên bản đồ nhá những cái vệt trắng trắng thế này đấy thế nhưng mà nếu mà so với lại trung quốc thì nó gọi bằng cụ đúng quý vị đấy chúng ta giữ nguyên cái tọa độ này giữ nguyên cái cự ly này à, đấy chúng ta nhìn này à, trung quốc nó phải gấp nhiều lần so với ấn độ đúng không ạ Đấy, đấy thì cái đường xa đấy nó thể hiện một cái vấn đề đó là cái sự đầu cơ tư của cơ sở tầng ngoài nhà nước. Cái sự làm nhanh hay chậm nó liên quan đến cái quan liêu, và tham nhũng rồi là những cái vấn đề đại khái là thủ tục gì đó mà Ấn Độ họ rất là chậm chạp. Đấy tôi tôi chỉ nói cái đường 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 nhựa thôi nha quý vị nhá. Thế mà nếu mà tôi so sánh đường sắt đấy thì chắc chắn rằng là không phải Ấn Độ gọi bằng Trung Quốc bằng cụ nữa, đúng ạ mà phải gọi bằng kỵ. Mà cái đường sắt đấy nó thể hiện là cái đất nước nó công nghiệp hóa một cách khủng khiếp. Đấy, thì chúng ta cứ thấy đất nước nào mà nó sản xuất dã man thì cuối cùng nó cũng giống như là cái cơ thể của chúng ta nó có một cái hệ thống xương khớp khung miễn dịch miễn giết đúng không ạ nó ngon thì nói chung là mình làm cái gì nó cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng khỏe mạnh đại, đại loại nó là như vậy vâng thì câu trả lời đấy nó nhanh nó là như vậy nhưng mà nó cũng không nhanh lắm đúng không ạ Tại sao đến ngày hôm nay, truyền thông vương Tây và kể cả trong nước ở Việt Nam vẫn nhiều kênh cho rằng là Ukraine sẽ tiến được tới Moscow? Vâng. Tại sao thì thật là uh, không thể tin nổi. Không thể tin nổi bởi vì không phải là không thể tin được, mà bởi vì là không thể tin nổi là quá ngạc nhiên, đúng không quý vị? đây là tôi có thể nhớ để tôi nhớ lại những cái lời mà tôi hay đọc của truyền thông phương tây nói như thế này mà à, thời gian gần đây thôi nhé à, tất nhiên là chưa diễn ra cái cuộc phản công của nga cách đây hai ngày đúng không ạ thì nó nói đại khái là wagner lúc bấy giờ chỉ có đâu đấy vài nghìn quân thôi nhưng mà đã tiến được tới cửa ngõ của moscow và khiến cho putin gọi là phát hoảng ngay lập tức phải uh, thương lượng để mà đại khái là với Belarus để mà đại khái lừa Wagner vân vân. Như vậy thì Ukraine có vài chục nghìn quân tại sao họ không thể tiến được Moscow? Đấy, cái luận điệu nó kiểu kiểu như vậy nhất là được phương Tây hậu thuẫn. Rồi uh, là những người nói rằng là uh, Ukraine là một cái quốc gia uh, phương Tây, thông minh, dân chủ và trong tất cả những cái hành động mà họ đối kháng với người nga thì họ đều tỏ ra là thông minh hơn người nga một bậc ở tất cả những việc họ làm đấy chứ và đó là một cái quốc gia thực sự một cái quốc gia dân chủ mà nó thuộc về phương tây thế còn nga thì chỉ là một cái quốc gia theo một cái tổ chức của một cái băng đảng mà thôi và có thể cho thấy rằng nếu như phương tây tiếp tục viện trợ ukraine thì họ sẽ có thể tạo ra được chuyện này chuyện kia vùng cus cái 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 câu trả lời sau thì nó mang tính chất kích động ukraine đúng không ạ và kích động phương tây để viện trợ ukraine để mà làm tổn thất cho phía nga. thế nhưng mà kể cả hai cái khả, hai cái kiểu mà tôi phân tích cho quý vị ấy, một là những cái kẻ mà nó mù quáng, nó nghe nó nghe truyền thông của phương tây nhiều, sau đó nó tự cho mình là chuyên gia đúng không ạ về nước nga. À, kẻ thứ hai là cái kẻ mà nó còn nhẫn tâm hơn, đó là cái kẻ mà nó biết thừa rằng là ukraine không thể làm lên chuyện, nhưng mà nó nó vẫn nói rằng ukraine thông minh thuộc phương Tây thượng đẳng, cho nên là họ làm cái gì cũng hơn người Nga, cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta phải viện trợ cho họ, đúng không ạ? Đấy thì nó đại lại nó có hai cái loại kiểu như vậy. Thế thì bây giờ quý vị bảo là tại sao phương Tây vẫn tin vào như vậy? Tôi thì tôi không nghĩ rằng những người có não ở phương Tây họ tin vào điều đó, đúng không ạ? Mà tôi thì tin rằng là những người phương Tây có hay không cái chất màu trắng lầy nhầy trên đầu của họ ấy thì cũng không bằng cái việc là họ cực kỳ nhẫn tâm. Đúng không ạ? Trong cuộc chiến này họ đã rất nhẫn tâm với Ukraine. Những chuyện xảy ra năm 2022, những chuyện xảy ra trong suốt từ đấy đến giờ. Liên tục người ta nói ra những cái câu là Ukraine sẽ phải trở thành một phần của NATO. Khi mà Ukraine thất thế thì họ lại chia ra củ cà rốt NATO và sau đó có hàng trăm nghìn người ngã xuống. Quý vị công nhận với tôi không ạ? Cái này tôi nói với quý vị cách đây một năm mà bây giờ quý vị cứ để ý xem. Cứ ba tháng một lần bổn cũ soạn lại và ba tháng đó thì hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người đã ngã xuống. Và đến ngày hôm qua, Antony Blinken lại tiếp tục nói như vậy khi mà tình hình ở cớt nó xấu đi, miền đông xấu đi. Ông ấy lại nói về NATO. Đúng không, quý vị? Cho nên là truyền thông phương Tây sẽ còn những cái dịp như này họ sẽ nói nhiều. Họ sẽ nói rằng là Ukraine thừa sức để tấn công tới Moscow với điều kiện là phải gỡ bỏ giới hạn tên lửa, là phải viện trợ không tiếc tay, vân 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 vân. Đúng không ạ? Những cái người như kiểu tướng Ben Hotman nói, Đấy, cho nên là phân tích thì có thể nói rằng nó nó thành một cái câu chuyện dài cả ngày nhé nhưng mà tôi có thể nói tôi trích ra hai cái lời đấy để theo trí nhớ của tôi thì quý vị cũng có thể thấy rằng là người ta có cả cái lý do về trí tuệ kiến thức kinh nghiệm đúng không ạ về quân sự gọi là nông cạn một cái sự thù hận người nga và cái thứ hai nhẫn tâm hơn đó là họ có thừa một cái sự tàn độc đối với lại người ukraine có nghĩa là họ không coi cái tính mạng của người ukraine và đất nước ukraine ra gì họ chỉ coi đó là một cái công cụ sẵn sàng hy sinh để mà làm cho nga tổn thất và nếu trong trường hợp mà nga đánh được ukraine thì nga có thu ukraine về à, vòng tay của mình ukraine cũng tàn nát không còn cái gì nữa te tua lúc bây giờ chỉ còn thương binh thôi Quý vị hiểu không ạ? Đúng không ạ? Và cái ý của tôi nó là là như vậy. Chúng ta cứ để ý mà xem. Khi nào mà Ukraine có dấu hiệu thua Nga ấy, mà không đảo chiều được ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nghị sĩ của họ sẽ sang nói rằng là các ông còn nhiều người trên đường phố. Các ông phải chiến đấu tới người cuối cùng. Bởi vì nếu như Ukraine rơi vào tay Nga mà không còn những người nam thanh nữ tú nữa thì có nghĩa rằng đó là một cái cục nợ. Đúng không quý vị? Đối với phương Tây cũng sẽ là như vậy cho nên là trong cái kiểu gì hai cái hướng đó thì người ta đều có thể nói rằng là người ta tận dụng đúng không ạ lợi dụng ukraine bất chấp tất cả những hậu quả đối với cái, cái quốc gia đó trong tương lai bây giờ thì nói thẳng là rất nhiều người chuyên gia trên thế giới người ta nói ấy, kể cả trong trường hợp bây giờ ukraine có thắng trận ấy, thu hồi tất tần tật lại quay trở lại ấy, thì có thể nói rằng họ cũng không thể nào gượng lại dậy sau cái cuộc chiến này lúc giờ đất nước của họ chắc chắn là rơi vào phải rơi tuyệt đối vào tay phương tây không có thể cưỡng lại một cái gì cả còn nếu trong trường hợp thua thì tình huống nó xấu hơn thế cả trăm lần chắc chắn họ sẽ giữ được những vùng miền tây và chắc chắn là phương tây sẽ không tha để mà tiếp tục bơm nhiều vũ khí biến ukraine thành một cái pháo đài một cái pháo đài về thực tế và một cái pháo đài về tư tưởng chống nga điên cuồng và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cua thắng cũng dở đúng không ạ mà thua rồi cũng không phải là đơn giản ờ tức là thua mà thì đã là là ác mộng rồi mà thắng thì cũng không phải là một cái sự gì dễ dàng cho ukraine đấy và bây giờ họ nói rằng là ukraine rất là thông minh làm cái gì cũng xuất chúng hơn người nga một bậc đấy đúng không ạ đấy nghe như vậy nó có sướng rồi quý vị đấy rồi là họ thông minh xuất chúng như vậy cho nên là họ xứng đáng trong hàn ngũ NATO của chúng ta họ sẽ bảo vệ châu Âu họ sẽ bảo vệ dân chủ thế giới vân vân và vân vân họ sẽ giao này họ sẽ dạy cho những nước Iran Triều Tiên Trung Quốc những cái bài học mà trước đây các nước đấy dám gọi là chơi sau lưng Ukraine thì sau khi họ thắng trận họ sẽ đập các nước đấy thế này nọ và trong hoàn cảnh này người Ukraine cực kỳ thích nghe và chắc chắn là rất tin vào cái điều đó cho nên để giải thích lý do tại sao ấy, thì chúng ta chỉ cần nói như vậy thôi, đúng không ạ? Còn nếu mà để thích sâu sắc thì có thể nói rằng nói chán. Nếu mũi Mỹ tiếp tục khiêu khích Trung Quốc thông qua vấn đề Đài Loan, Philippines và các khu vực lân cận, NATO tiến tới biển Đông, thì Cuba thì Trung Quốc có phản ứng bằng cách tiến tới Cuba, Venezuela, Nicaragua, vân vân, những quốc gia khá thân Trung Quốc hay không? về lý nếu như mà không có nga thì trung quốc sẽ làm tất nhiên không phải là bây giờ họ sẽ làm dần đúng không ạ trung quốc mạnh về kinh tế họ sẽ triển khai những cái thế lực kinh tế trước khi họ triển khai thế lực quân sự nói chung là quân sự trung quốc thì nó chưa đủ tầm nó có thể là nó như kiểu một cái người đàn ông có một cơ thể rất là khỏe thế nhưng mà lại không mạnh đó, chúng ta nhớ hai cái phân biệt hai cái đó ra khỏe thế nhưng mà cái việc tung ra đòn vào thời điểm nào đúng không ạ tung ra làm sao có vào điểm yếu điểm của đối phương hay không vân vân tức là cách triển khai cái 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 sức mạnh của họ ấy họ không thể triển khai mà tốt bằng người mỹ ở trên biển không thể tốt bằng người nga ở trên bộ đúng không ạ ở trên không cũng không thể tốt bằng cả hai quốc gia kia cho nên là nhưng mà cái yếu tố sức mạnh của trung quốc hàng đầu đó là cái yếu tố liên quan đến kinh tế địa chính trị đấy thì họ sẽ triển khai những cái đó Thế còn trong trường hợp mà bây giờ người Nga đang làm như thế này thì Trung Quốc vẫn làm điều đó và còn làm nhiều hơn bởi vì họ không quan tâm tới vấn đề quân sự nhiều. Bởi vì tại sao? Không phải bởi vì không quan tâm họ thứ nhất là chưa làm được, thứ hai nữa họ sẽ lừa để cho người Nga làm điều đó. Trung Quốc sẽ trả vờ nói với người Nga rằng là bây giờ ông có tên lửa, đúng không ạ? thì tôi có kế hoạch thế này, chúng ta hãy gọi là chúng tôi sẽ hậu thuẫn công về vấn đề kinh tế, hậu cần nào đó để công triển khai tên lửa ở Cuba. Quý vị công nhận không ạ? Tất nhiên là người Nga thì cũng sẽ muốn làm như vậy, bởi vì là bản thân người Nga bây giờ thì không trong một vị trí như Trung Quốc. Thứ nhất Trung Quốc luôn muốn giả vẻ ra vẻ ta đây là một cái người yêu hòa bình. Họ sẽ triển khai kinh tế để mà thế giới không có lời ra tiếng vào. Và họ không muốn là những cái gì mà người Mỹ làm nó quá là tàn độc với thế giới. Họ lặp lại cái điều đó. Đúng không ạ? Ít nhất là về mặt hình ảnh. Chứ tôi không nói về bên trong. Bởi vì bên trong thì Trung Quốc cũng không kém gì âm hiểm. Thế nhưng mà có một cái đất nước sẵn sàng làm đó là nước Nga. Bởi vì là nước Nga tại sao? Bởi vì nước Nga thì thực ra đã bị phương Tây ép đến cùng đường. Cho nên họ không có ngại nữa. Cái việc mà họ hợp tác công khai với lại Triều Tiên và Iran cho thấy rằng là Nga không quan tâm gì tới thế giới phương Tây. Này. Đúng không ạ? Còn lại thế giới phương Nam thì nói thẳng ra những người hiểu chuyện thì hiểu mà không hiểu thì thôi. Quan trọng nhất là người Nga người ta có một ưu tiên hàng đầu đó là với chính người dân người ta đấy. Đấy là một cái điều nó quan trọng. Thế nhưng Trung Quốc thì họ lại muốn là giữ gìn hình ảnh đẹp cả mới lại toàn thể thế giới, kể cả thế giới phương Tây nữa. Cho nên họ sẽ để họ sẽ làm mọi cách để khiến cho người Nga làm điều đó thay cho họ làm. Tránh cái việc là tiếng xấu. Thứ hai là tránh đối đầu với người Mỹ. Đúng ạ. À cho nên là đấy là cái tôi không nói là chắc chắn xảy ra quý vị nhé nhưng mà ý nói nếu như mà tôi đặt mình vào vị trí của trung quốc trong bối cảnh lịch sử và cái tính cách của trung quốc và điều kiện hiện tại và cái tương lai mà họ sẽ để cho lưỡng bại câu thương để mà họ sau đó tung cái đòn gì chúng ta không biết thì rõ ràng là họ sẽ tìm mọi cách để mà khiến nga đối đầu với mỹ chứ không bao giờ đối đầu với mỹ cả cho nên trong trường hợp còn nga thì Trung Quốc sẽ tuyệt đối theo cái đường đó, đúng không ạ? Còn trong trường hợp không có Nga thì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ phải làm, nhưng mà họ sẽ không thể làm mạnh tay như là người Mỹ được. Cái năng lực triển khai sức mạnh của Trung Quốc nó còn rất hạn chế, cho nên họ sẽ đồng tiền đi trước, đúng không ạ? Và cây gậy đi sau. Thế còn chúng ta cũng phải nói về một kịch bản, đó là kịch bản thánh thiện của Trung Quốc, đúng không ạ? Kịch bản thánh thiện thì nếu có tỷ lệ rất thấp, trong tương lai thôi. Còn bây giờ chắc chắn là Trung Quốc đang thích kịch bản thánh thiện nha quý vị nhá. Chúng ta nhớ đây, tôi vừa phân tích quý vị là kịch bản thánh thiện đấy. À, thế nhưng mà nếu mà khi mà Trung Quốc mà làm chủ cuộc chơi rồi thì chắc chắn là cái người bá chủ người ta không thánh thiện nữa đâu, mà người ta rất là thực tế, đúng không ạ? Đấy, thế chỉ trong trường hợp mà Trung Quốc uh, chơi trò một cái trò thánh thiện nhất ấy thì tôi nghĩ rằng là hơn cả mức thánh thiện bây giờ thì họ sẽ không làm gì, họ không làm gì liên quan đến cái việc đó, bởi vì họ có thể nhìn thấy Đấy, một lần nữa tôi phải nói đây là cái mà điều mà tốt đẹp nhất là Trung Quốc có thể làm cho thế giới trong kịch bản này, trong giả tưởng. Thì họ sẽ không cần phải làm như vậy, đúng không ạ? Bởi vì làm như vậy nó cuối cùng thì nó cũng rơi vào cái trạng thái tốt nhất thì nó cũng chỉ như người Mỹ mà thôi. Mà tệ nhất thì nó giống như kiểu Liên Xô, đúng không ạ? Cũng là mang vũ khí đi triển khai nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Nói tóm lại là gây căng thẳng và nhìn chung là chuốc những cái điều mà nó không tốt đẹp và đối với thế giới như vậy có tốt đẹp không không bởi vì trung quốc thừa sức để bảo vệ đất nước của mình mà không cần phải mang vũ khí đến dọa người mỹ đúng ạ thế còn tất cả nó chỉ là những cái việc mang tính chất là đe dọa để hủy diệt lẫn nhau thôi thì cái điều mà chúng ta bàn những cái việc này tại sao tôi nói là kịch bản thánh thiện ấy À, mà Nga nhiều khi cũng không cần thiết phải làm ấy, Là gì Mặc dù là nếu mà Nga làm Thì Nga dằn mặt Mỹ Nhưng mà để mà Nói một cái thứ mà chúng ta Ai cũng cần phải biết Kể từ khi cái này nó ra đời ấy, Tức là tàu ngầm hạt nhân nha quý vị Tàu ngầm hạt nhân nó ra ấy, Mà Nga bây giờ có hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới Trung Quốc cũng lớn 3 gì đó Đúng không ạ Sau Mỹ thì cái tàu ngầm hạt nhân này nó xuất hiện ở trong các cái vùng biển hải phận quốc tế áp sát vào nước mỹ nó mang theo vài chục đầu đạn hạt nhân ấy mà thì quý vị biết rằng là nó chỉ cần một con tàu nó có thể càn quét sạch toàn bộ bờ biển đúng không ạ những thành phố lớn vài con tàu thì bay đi toàn bộ miền tây hoặc là miền đông vậy thì ai cũng hiểu một điều rằng đất nước nào có tàu ngầm hạt nhân thừa sức răn đe để mà hủy diệt đất nước kia rồi đúng không ạ chứ không cần gì phải nói nhiều nữa còn cái chuyện đem ra đến đây thì chủ yếu nó mang cái tính chất chính trị răn đe và tranh giành bảo vệ những cái này thôi Đấy, chứ còn chúng ta biết rằng nước nga vì không có một cái nguồn lực để mà đóng tàu uh, tuần dương rồi đóng tàu uh, hàng không mẫu hạm rồi các tàu ngầm tấn công rồi vệ tinh này nọ vân vân thế nhưng mà họ chỉ cần đầu tư vào cái hồng ngầm hạt nhân thôi đúng không ạ thì chúng ta thấy thế mạnh của họ là tàu ngầm hạt nhân vũ khí hạt nhân rất là khủng khiếp cho nên là họ cũng chẳng ngại cái gì đấy cho nên những cái vật tranh giành như này nó mang cái tính chất là nó thể hiện cái vấn đề địa chính trị nhiều hơn là cái việc là chỉ sang mang tính chất là hủy diệt lẫn nhau đấy có nghĩa là có rất nhiều cái công cụ hủy diệt lẫn nhau nó nhàn hơn rất nhiều nó nhàn nó rẻ hơn rất nhiều đối với nga và cả trung quốc nữa và người Mỹ chắc chắn hiểu điều đó, đúng không ạ? Cho nên là người ta cũng chỉ làm tới một cái mức độ không bao giờ làm dám làm già néo đứt dây cả. Tất cả là để vây ép lấn sân chứ không bao giờ dám đột phá vào khung thành đối phương. Đúng không quý vị? Đấy, bởi vì là đột phá sâu nó phản công một phát thủ môn lên nó đã thẳng vào khung thành. Đúng không ạ? cho nên là chúng ta thấy tình huống nó như vậy còn những cái chuyện tranh giành ở đây thì nó mới là thú vị chứ còn tất cả các nhà lãnh đạo của ba nước này hiểu một điều là nếu họ đi quá xa đúng không ạ à, tức là cái mức tồn vong rồi thì không còn gì để nói nữa cả ba nước này có thể hủy diệt lẫn nhau mà cái nước mà bị hủy diệt dễ nhất ấy, lại chính là nước mỹ bởi vì nó nằm ở trên đảo quý vị ạ nếu mà chiến tranh hạt nhân xảy ra mà sử dụng tông là mặt nhân ấy, thì đất nước này nó nằm ở trên đảo và diện tích nó nhỏ nhất trong ba nước và nó bị tấn công từ hai mặt. Thế còn Trung Quốc thì dễ tổn thương thứ hai vì là đất nước của họ to hơn Mỹ một tí nhưng mà nó giáp một mặt biển thôi, còn một mặt giáp đồi và lưng đằng sau, à, cho nên là nó bị giảm một nửa. Thế còn Nga thì chúng ta thấy là để mà hủy diệt được cái nước Nga này nói thật ra nó là không có khả năng tất cả các kho hạt nhân thế giới chưa chắc đã giải quyết được vấn đề kể cả nước mỹ thôi thì cũng không hủy diệt được đâu quý vị ạ à, nói thế thôi nhưng mà bảo là dùng vũ khí hạt nhân để hủy diệt hoàn toàn không nhưng mà cái hủy diệt của nó là gì là người ta đánh vào các trung tâm thành phố lớn ấy. đấy với diện tích như thế này thì các cục nấm nó bốc lên thì sau 10 ngày sau một tháng vân vân nó kín hết bầu trời phóng xạ phóng xiếc nó lan ra đúng không ạ đấy và nó ăn sâu vào chứ còn cái sự hủy diệt ngay thì nó không có đâu mà chắc chắn là các nước xung quanh cũng bị. Cái này thì chính người Mỹ đã làm mô phỏng rồi đúng không ạ? Mô phỏng có một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra. À, tổn thất về người thì rất lớn bởi vì người ta sẽ tấn công vào các thành phố lớn. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như là ở nước Nga thì nó quá rộng, không bao giờ có thể là dùng cái đó để san phẳng được. Đấy, mà nếu như Nga có những hệ thống hầm hiếc, mà Mỹ có hệ thống hầm hiếc sâu gì thì chắc chắn họ vẫn còn sống một số lượng cơ số lớn những cái người quan trọng. Trung Quốc chắc chắn là cũng như vậy. Thế nhưng mà những người còn lại thì sống thế nào với lại bóng mây phóng xạ, đúng không ạ? Rồi các cái vấn đề khác nữa. À, kinh tế toàn cầu sẽ sụp đổ. Chuỗi thức ăn lương thực thực phẩm sẽ bị ngắt kết nối. Và những người chết đói nhiều hơn những người chết vì phóng xạ. Nhiều hơn những người chết vì những vụ nổ trực tiếp. Đấy, như vậy thì tôi phân tích quý vị cả ba kịch bản trung tính kịch bản thánh thiện của trung quốc đúng không ạ và kịch bản gọi là thâm hiểm của trung quốc đó là sẽ mượn tay nga kịch bản trung tính là kinh tế đi trước rồi quân sự đi sau đúng không ạ còn cái kịch bản thánh thiện đó là trung quốc chả phải làm gì cả bởi vì cái đó sẽ khiến cho đất nước của họ chảy máu như nước mỹ và bắt buộc họ phải quân sự hóa đất nước ngành công nghiệp quốc phòng như mỹ thì nó mới có thể tiếp tục tiếp diễn được và tiếp diễn chỉ đến một thời điểm nào đó thôi đúng không ạ chứ không thể kéo dài mãi mãi được Chúng ta tưởng tượng là một đất nước Mỹ bây giờ có chỉ có hơn 300 triệu dân và bị vận động hành lang Thế cái chính trị của họ đã, đã, đã hỗn mang như vậy rồi Xã hội của họ đang tuột dốc như vậy Nếu tưởng tượng một cái đất nước như Trung Quốc 1,4 tỷ dân Mà nó áp dụng theo cái cách phát triển chính trị và kinh tế của Mỹ Thì bây giờ nó sẽ như nào quý vị? Đúng ạ Nó sẽ là một cái điều gì nó chúng ta không thể tưởng tượng nổi Tại sao các nước lớn như Trung Quốc lại mua vàng quá nhiều? Vâng. Câu này nếu nói về trong cuộc sống thì cũng rất là dễ hiểu thôi, đúng không Trung Quốc ngày xưa ấy, thì họ có rất nhiều tiền bởi vì từ cái thẳng dư thương mại ấy, thì nước nào cũng ngồi trên đống tiền thôi, đúng không ạ? Bản thân nước Nga cũng làm nước như vậy, nợ rất ít và xuất khẩu họ cũng không phải là dạng tôi đúng không ạ và chi tiêu của chính phủ rất thấp trước cuộc chiến cho nên là tiền họ mua uh, các cái uh, đầu tư và các cái đồng tiền khác rất là nhiều và đấy là lý do mà họ bị bắt một số lượng lớn đúng không ạ bị đóng băng đấy các quốc gia khác cũng vậy thời điểm mà chưa có những cái uh, việc phi đô la hóa chưa có cấm vận vân vân thì người ta vẫn còn tin cậy vào cái đồng đô la và tin vào cái uy tín của chính phủ mỹ đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng sau khi cái ông Joe Biden ông lên rồi đến năm 2022 cuộc chiến bùng nổ phi đô la bắt đầu diễn ra thì cái tỷ lệ mà nợ của nước Mỹ nó tăng một phát bụt phát nó lên tới bây giờ đến 35 phải mấy nghìn tỷ và nó tăng theo kiểu dựng đứng đúng không quý vị dựng đứng thì nó cũng như câu chuyện là trong làng của mình có một cái thằng chọc phú ở đầu ngõ thì ngày xưa đến giờ nó cứ vay tiền của mọi người nó tiêu thôi, đúng không, quý vị, nó cứ vay đều đặn và nó vay xong rồi nó lại giả đấy và nhà nó làm ra của nó làm cứ đều đặn như vậy. Thế nhưng đến một cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng có những biến cố xảy ra nhà nó không làm được nhiều của như trước nữa đấy và nó bây giờ nó lại cái thói ăn chơi của nó nó lại chơi những cái hàng gọi là quốc cấm gì đó, cho nên là dẫn tới việc nó phải vay gấp nhiều lần so với trước đây để nó chi tiêu làm thì ít đi nhưng mà chi tiêu lại nhiều hơn thế thì tôi hỏi quý vị là nếu như vậy thì cư dân trong xóm trước đây vay cái thằng này nó trả lãi đúng không ạ và nó lại bo thêm một tí nữa thì người ta vay và nó trả lãi trả gốc và nó trả lãi đúng không ạ thì người ta tiếp tục vay thêm các cái nợ mới của nó nhưng đến thời điểm này thì bây giờ người ta nhìn thấy bây giờ nó không kiếm được như trước nữa mà nó lại nuôi thêm mấy con bồ xe ô xe đúng không ạ rồi là chơi những cái hàng độc đắc gì đấy đủ thứ và nó không nợ làng mình nữa, nó nợ cả làng bên và nó nợ lên cả thị trấn rồi lên thành phố và cả nước nữa. Thế vậy quý vị bây giờ còn tiền, quý vị có dám cho cái thằng ấy nó vay nữa không quý vị? Đúng ạ. À. Thế đơn giản thì thôi. Người ta sẽ không dám cho vay nữa. Và tất nhiên là có những người vẫn cho vay bởi vì người ta sẽ nhìn thấy là trong ngắn hạn ấy, hoặc là trung hạn người ta vẫn vay và người ta vẫn kiếm được thêm cái lợi nhuận bởi vì lãi suất của Mỹ nó còn cao người ta đầu tư vào cái trái phiếu và nợ của Mỹ người ta vẫn kiếm được hơn là người ta đầu tư trên chính đất nước của họ để người ta sản xuất có thể sẽ lỗ trồng vó đúng không ạ mất hết tiền thế nhưng mà đầu tư vào nước Mỹ thì chắc chắn sẽ vẫn có tiền đấy ít nhất là trong trung hạn ví dụ như 10 năm nữa là chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ đầu tư vào Mỹ thì vẫn có thể có một nguồn lãi khá lớn đến từ cái lãi suất của đồng đô la và tỷ giá ngân hàng cao và nước Mỹ vẫn tiếp tục làm cái điều đó được bởi vì họ tiếp tục in nợ mới đúng không ạ tiếp tục in tiền đấy thế thì nhưng mà bây giờ thì chúng ta nhìn thấy một điểm là đó là chỉ trong ngắn hạn và trung hạn thôi thế trong dài hạn thì chắc chắn là người ta nhìn thấy một điều là người ta biết thừa là cái đường này nó sẽ tiệm cận rồi đúng không ạ và nó sẽ chạm vào thời điểm nào đó rồi nhưng mà người ta không biết lúc nào mà thôi đấy thế thì nếu quý vị như vậy quý vị sẽ có người vẫn đầu tư đúng không ạ bởi vì là không còn lựa chọn nào khác nhưng mà sẽ có người có lựa chọn khác thì người ta sẽ đi tìm umas, những nơi khác. Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta thấy là tìm nơi nào nữa. Thế giới bất ổn bây giờ thì chỉ có đầu tư vào vàng Thế còn cái gì nữa. Hai là những cái mỏ quặng, mỏ dầu, mỏ lithium vân vân Thì Trung Quốc bây giờ đang làm giáo diết còn gì. Họ đang đi thâu tóm các cái mỏ đất hiếm đúng không ạ các mỏ quặng, mỏ sắt, mỏ dầu, vân vân khắp nơi trên thế giới và đầu tư vào cơ sở hạ tầng vân vân. Chứ còn Trung Quốc sẽ không đầu tư vào nhiều đô la nữa. Còn câu trả lời này sẽ khiến tôi khó trả lời nếu như mà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đầu tư nhiều vào đô la thì lúc bây giờ nó sẽ rất khó để trả lời. Nhưng mà bây giờ họ đầu tư ít vào đô la thậm chí còn bán tháo ra. Mà không chỉ Trung Quốc, các quốc gia khác cũng như ừ. vậy. Đúng không ạ? Thì cho thấy rằng là nó đang nói lên một cái câu chuyện là người ta không thể đầu tư vào được một cái cái con nợ mà trước đây thì nó rất uy tín. Nhưng mà bây giờ thì nó không những mất uy tín mà nó không còn năng lực trả nợ, nó cũng mất dần. Đúng không ạ? năng lực trả nợ mất dần và thậm chí là rồi một ngày nào đó nó chỉ lo cái tiền để trả lãi cho tiền lợ thôi lãi mẹ để lãi con thôi thì nó đã đủ chết chứ chưa nói gì nó có khả năng để trả nợ đấy tôi nghĩ rằng nó đơn giản như vậy thôi quý vị ạ chứ không cần phải cái gì nó quá sâu xa đúng không ạ Tại sao nước Nga là giáo chủ của chính thống giáo như Phan Sơn nói mà Putin lại tỏ ra một cái sự quá mặn mà với lại những quyển kinh Koran của Hồi giáo thay vì kinh thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa giáo, đúng không ạ? Và có nhiều lý do. Cái này rất là thú vị, đúng không ạ? Một bài học lịch sử rất quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta thấy đúng rằng là nước Nga bây giờ họ là giáo chủ, không biết là có bất đắc dĩ hay không. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng thời điểm mà quân Thổ Nhĩ Kỳ Lúc bấy giờ mà họ tấn công từ vùng uh, gọi là Tân Cương đột quyết xuống đây và đi qua đây uh, thì họ đã phát triển thành một cái thế lực khủng khiếp đúng không ạ và họ đã đi theo đạo hồi khi mà đi càn quét qua khu vực hồi giáo này và tiến tới uh, cái thành Istanbul ngày xưa nó là Constantinip Constantin đấy và bây giờ là Istanbul là thủ đô của Đế quốc Byzantine Đông La Mã đấy thì đông la mã nó là thủ đô của chính thống giáo còn ở rome nó vẫn là thủ đô của tây la mã và là uh, thiên chúa giáo la mã nhưng mà nó là trong quá khứ thôi còn cái thời trung cổ đấy thì uh, tây la mã nó bị xóa sổ rồi nó chỉ còn lại cái quốc gia vatican thôi nhưng mà ảnh hưởng thiên chúa giáo của nó thì quá khủng khiếp đúng không ạ thế thì câu chuyện rằng sau khi thổ nhĩ kỳ và đạo hồi của họ đánh vây hãm cái này mấy trăm năm và cuối cùng họ đã hạ được cái thành này. Thành này nó chết bởi vì đế quốc này nó đang rất mạnh nhưng mà nó lại bị tập kích bởi chính những cái người anh em thiên chúa giáo La Mã cho nên nó đã suy yếu đi và phải mất mấy trăm năm thì quân Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ mới hạ được. Thì lúc bấy giờ là những cái sự giao lưu cả về quân sự lẫn kinh tế của người Slaver trong đó là đế quốc không lúc bấy giờ chưa phải là đế quốc Nga vẫn chỉ là những cái dân tộc Slaver và triều đại Novogrod rồi những cái triều đại thời hậu Mông Cổ và các thứ đấy. đấy Thì nó đã tiến tới các khu vực rìa của đế quốc Đông La Mã và thậm chí có lúc nó đánh vào tận cả thành Constantin rồi. Cho nên là nó đã có cái sự, lúc bấy giờ trên đây thì nó chưa có đạo đúng không ạ? Chúng ta nhớ là cái vùng Baltic, và cái vùng của nước Nga thời trước khi mà truyền đạo đến đấy ấy, thì cái đạo Thiên Chúa nó rất là mỏng và bản thân cái thành Vinnytsia mà thủ đô của Litva bây giờ ấy, thì nó còn gọi là tà đạo cho nên đã có những cuộc thập tự chinh nó đánh về hướng đấy chứ không phải là chỉ có đánh về hướng Jerusalem đâu quý vị ạ thập tự chinh đã có lần đánh lên tận Litva nha quý vị nhé bởi vì ở đấy nó được coi là cái ngoại đạo tà đạo đấy Thế thì uh, sau đấy là tôi không nhớ là thế kỷ uh, thế kỷ thứ 15 đúng không ạ thế kỷ 15 Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Đông Nam Mã và sau đó thì những người làm đạo của chính thống giáo tức là cái giới uh, giáo chủ của đạo chính thống giáo đã khăn gói của mướp để hành quân đến Moscow. À, rồi những cái lý do tại sao thì tất nhiên nó là quan hệ nó là sự bảo đảm nó là cái gì đó chúng ta không quá quan tâm đúng không ạ thì cho nên là sau đó Moscow đã trở thành cái chính thống giáo và từ đó thì cái chính thống giáo đã được phổ biến nhiều hơn ở cái vùng đất Slav và cái vùng Đông Âu vốn trước đó thì chính thống giáo cũng là cái địa bàn truyền đạo của họ còn uh, Thiên chúa giáo thì ở cái vùng Tây Âu đấy, và nó lấy cái biên giới ở cái mấy nước Hungary, riêng lên phía trên đấy sau này thì Thiên Chúa Giáo La Mã sau sự sụp đổ của Đông La Mã thì họ lấn lướt hơn và họ truyền đạo vào cả những vùng đất như là Ba Lan, Hungary, rồi uh, Tiệp Khắc vân vân và Thiên Chúa Giáo lấn sần về khu vực phía Đông. Thế còn trước đấy thì nơi đấy là nơi mà của Đông La Mã, của chính thống giáo. Đấy, thế nhưng mà dần dần thì họ đã bị mất dần những cái căn cứ địa như vậy. Có thể nói rằng là thời Trung Cổ ấy, thì cái cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Thiên Chúa Giáo La Mã và chính thống giáo La Mã, cả hai đạo đều xuất phát từ Thiên Chúa Giáo La Mã, thờ Chúa Kitô Thì cuộc chiến đấy nó không có đổ máu, đẫm máu quá nhiều, nhưng mà nó thể hiện nó giống như cuộc chiến hệ tư tưởng của xã hội chủ nghĩa, à, cộng sản chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thế kỷ 20. Nó giống như vậy, quý vị ạ. Đấy, thế nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta thấy rằng vào những cái năm thế kỷ thứ 12, thì Thiên Chúa Giáo La Mã ở Tây Phương đã, Tây Âu đã à, hành hương thập tự trinh đến Jerusalem và cái con đường duy nhất họ phải đi qua, đấy là đi qua cái thành constantin Và ở đấy thì họ đến đấy họ thấy nó choáng ngợp họ thấy nó lộng lẫy xa hoa choáng ngợp phát triển trên họ một cái tầm cao uh, khủng khiếp mặc dù là họ phát triển trước thế nhưng mà họ thấy đến đấy nó hoành tráng quá cho nên là họ đã đóng quân trong thành và vì những lý do ABCD nào đó đúng không ạ cho nên họ đã đốt cướp thành thiết từ bên trong dẫn tới là cái thành trì nó hỗn loạn rồi nó suy yếu suy yếu dần qua nhiều cuộc như vậy nhưng mà cũng phải vài trăm năm sau 300 gần 300 năm sau thì Thổ Nhĩ Kỳ mới vây hãm và mới chiếm được cái thành thành Istanbul ngày nay đấy trên bờ biển ạ thì như vậy chúng ta thấy có lịch sử như vậy để hiểu được một điều rằng là uh, bản thân chính thống giáo đúng ạ à, đã là bị suy yếu bởi vì chính những cái người anh em của mình là thiên chúa giáo là mã nói chung là đạo nào cũng thế đúng không, quý vị uh, thậm chí là trong đạo do thái thì tôi không nắm được quá rõ nhưng mà do thái cũng có vài dòng đấy và cũng đối kháng với nhau nhưng mà nó không rõ đạo hồi thì có dòng săn đi và dòng sai thì nhiều khi cũng coi như là như kiểu kẻ thù ấy Thế còn ở đạo Phật ấy thì nó không đạo Phật thì bản thân là lành đúng không ạ, không có đánh nhau nhưng mà cũng chia ra những trường phái Nam tông, Bắc tông gì đó đúng không ạ, nó rất là rõ. Thế thì cái điều đấy nó nói lên một điều rằng là bản thân nước Nga thì cũng không phải là cái cội nguồn của họ là giáo chủ của chính thống giáo mà họ chỉ là cái người kế thừa của cái đế quốc Đông La Mã mà thôi. Cho nên là cái cái phần mà cái thánh địa ấy, cái tính thánh địa của nó nó không cao, bằng cái việc là thiên chúa giáo la mã thì nó ở Roma đúng không ạ cái đấy nó là thánh địa ví dụ mình nói Vatican thì nó là thủ đô của thiên chúa giáo la mã à, thế còn đạo hồi thì nó ở cái thành phố uh, ngày xưa ấy, thì nó gọi là thành phố Melina bây giờ nó là Riyadh đúng không ạ à, đại khái là cái thành phố nó không quan trọng là thành phố nào nhưng ý nói rằng bây giờ nó đổi tên nhiều rồi thế thì nó có cái thành phố mà mình gọi là thánh địa thế nhưng mà cái chính thống giáo thì nó không có thánh địa mà nó chỉ là một cái mang tính chất là di đến chuyển đến đó rồi sau đó nó trở thành quốc giáo của nước nga mà thôi cho nên là cái phần mà mình gọi là nước nga là nước bảo vệ cái chính thống giáo đấy thì nó chỉ đúng nó không đúng nhưng mà nó không tuyệt đối đấy là yếu tố yếu tố thứ nhất thứ hai yếu tố thứ hai đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng nước nga họ là một đất nước, nước có rất nhiều tôn giáo trong đó cái uh, tỷ trọng của đạo hồi rất là cao Uh, tôi không nhớ như nào là tỷ trọng là bao nhiêu nhưng tôi đã nhớ về hình ảnh của ông Putin ông ấy đã chụp ảnh, quay video với tất cả những cái người uh, mình gọi là cái gì uh, những người đứng đầu những giáo hội mình gọi là cái các bậc trượng phụ và những cái bậc uh, gì đó mà cao cấp ấy đúng không ạ ở trong các đạo như là đạo Do Thái, đạo hồi, đạo uh, Phật cả đạo Phật đó quý vị nhé uh, và đạo uh, chính thống giáo ở Nga chỉ có không có Thiên Chúa thôi không có đạo thiên chúa giáo ở nga một cách nhiều như là những đạo kia thôi còn tất cả đạo đấy là putin đều có làm việc này có bắt tay có ngồi ăn uống có tức là sinh hoạt rất đồng đẳng với tất cả các đạo tất cả các đạo đấy ông đều sinh hoạt rất là bình đẳng à, còn bài, ông ấy thì là một cái người theo chính thống giáo cho nên là ông ấy nhà thờ ông ấy đến chính thống giáo chứ ông không phải là đến nhà thờ của hồi giáo trong dịp lễ được Thế nhưng là Putin đã làm cái điều đó với tất cả các đạo một cách nó khá là bình đẳng. Đấy, à, thì điều đấy có nghĩa rằng là ở nước Nga nó có rất nhiều tôn giáo, đúng không ạ? Có nhiều tôn giáo và cái quan điểm của nhà nước là họ không có phân biệt tôn giáo. À, đấy là cái yếu tố. Thế nhưng cái điều nó cũng tương đối thôi. Thì cái yếu tố quan trọng mà chúng ta nói đến một người như Putin ấy, mình phải nói cái yếu tố thứ ba này. Putin là một người rất là thực dụng, đúng không ạ? Một người thực dụng thực tế. Và ông ấy là một người mà có thể nói ông hiểu biết về lịch sử. Và tất nhiên ông hiểu cái tại sao cái thành Istanbul bây giờ ngày xưa nó lại là thành Constantin. Thành Constantin này là cái thành phố mang tên của hoàng đế La Mã, Tây La Mã nha quý vị nhỉ. Trước đây ông là Tây La Mã. Hồi bây giờ thì đế quốc La Mã nó quá rộng và nó có quá nhiều cái loạn lạc cái thời những năm 200 ấy sau công nguyên ấy thì không hiểu mà là tại sao các hoàng đế ở hoàng đế la mã đã theo viện nguyên lão để tuyên bố là chia la mã tây la mã thành bốn vùng khác nhau do bốn vị vua quản lý đấy và chia không được bao lâu thì bốn vị vua này choảng nhau để mà mưu đồ thống nhất để lại lên trở thành hoàng đế đúng không ạ chúng ta thấy chưa thấy nước nào mà nó có cái kế cái kế hoạch điên rồ như vậy đúng không ạ cho nên ngay sau đó thì người ta đã mưu đồ người ta thôn tính nhau rồi và Constantine là hoàng đế mạnh nhất Đấy, mạnh nhất và lại là một người thông minh nhất nữa cho nên là uh, ông ấy đã hồi bấy giờ thì chúng ta phải nhìn thấy là thiên chúa giáo La Mã nó chưa được gọi là quốc giáo ở La Mã nó được gọi là ngoại đạo bởi vì lúc bấy giờ người La Mã chỉ thờ thần Jupiter thần uh, Mercury thần uh, gì nhỉ? Celerian rồi thần uh, đại khái là có uh, những cái thần gì ở Hy Lạp ấy thì ở La Mã có một cái phiên bản của các thần đại khái là theo cái chủ nghĩa thần quyền đa thần quyền đúng không ạ? Và đứng đầu là Jupiter giống như ở Zeus là thần rớt ở Hy Lạp ấy. Chứ không có đại cái tôn giáo uh, theo kiểu kia mà họ là đạo theo kiểu thần quyền. Thế nhưng mà trong một cái trận đánh quan trọng, trước trận đánh quan trọng đấy thì uh, những người dân những người lính La Mã ấy họ đã theo đạo rồi họ đã theo đạo thiên chúa giáo la mã rồi bởi vì là đạo thiên chúa lúc bấy giờ lan tràn từ vùng jerusalem về tất cả những cái ngõ ngách của đế quốc la mã khi những người lính ra trận thì người ta thường làm dấu thập tự và người ta cầu chúa trước khi người ta vào sung trận đấy thế thì trong một trận đánh rất là quan trọng để chiếm cái bờ sông gì để kết liễu cái trận đánh để mà constantin đánh bại kẻ thù chính của mình ấy, thì ông phát hiện ra là đa số những người lính của ông ấy thì lại là những người theo hết đạo Thiên Chúa. Đấy, tức là thờ phụng giê -xu đấy. Lúc bây giờ thì chưa có chính thống giáo, chỉ có Thiên Chúa giáo La Mã thôi. Cho nên là ông ấy đã trước trận đấu, ông ấy tuyên bố rằng là lấy Thiên Chúa Giáo làm quốc giáo. Đấy, và như vậy là sau khi ông tuyên bố như vậy, thì lính của ông ấy tinh thần chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Còn lính của kẻ thù thì cũng đầu quân một quá nửa về quân đống ấy. Bởi vì ông ấy là người đã à đưa cái tôn giáo mà họ đang thờ phụng một cách vụng trộm trở thành quốc giáo và quý quý vị hiểu biết là cái điều đó trong quá khứ lịch sử thì nó quan trọng như thế nào đúng không ạ? Nó quá quan trọng đi. Cái người cổ đại ấy, người ta coi tôn giáo nó là nó là bầu trời, nó là trời đúng không ạ? Ý trời. Cho nên là ông ấy đã dễ dàng chiến thắng một trận đấu cực kỳ khó và đấy là một cách rất thông minh. Tất nhiên cái yếu tố này ấy, thì nó từ thời 2000 năm trước Um, có thể nói rằng là nó được um, tô vẽ đi đúng không ạ để mà nói về Constantine sau đó Constantine đã nhanh chóng làm chủ đế quốc La Mã một lần nữa và ông lại là hoàng đế duy nhất và lúc bấy giờ ông quyền cao chức trọng rồi thì ông ấy đã ra một cái quyết định uh... Quan trọng đó là ông ấy uh, chính thức tuyên bố trước bản dân thiên hạ là Thiên Chúa giáo La Mã trở thành quốc giáo. Sau đó thì ông đã chuyển thủ đô từ là Roma về Constan về cái thành lúc bấy giờ nó gọi là cái thành gì? Thành Byzantine ấy. Và ông đổi tên thành là Constantinople. tức là lấy theo tên gọi là thành phố của Constantine và trong tiếng La Mã, Hy Lạp người ta gọi là Constantinop còn ví dụ bây giờ ở nga thì gọi là Konstantinivka mà chúng ta hay gặp mấy thành ở nga đấy, đấy thì nó kiểu như vậy ở ukraine đúng không ạ? Thế thì ở đây quý vị có thấy nó giống trong câu chuyện dài dòng này nó giống Putin đã làm một việc rất giống Konstantin đúng không ạ? Đó là uh, trong khi đất nước lửa nước sôi lửa bỏng liên quan đến cuộc chiến ukraine thì uh, Putin đã có những cái hành động mang tính chất nó rất là tôn giáo đúng không ạ? rất là tôn giáo ờ... còn tất nhiên thì cụ thể thì chúng ta cũng không biết là ông ấy nghĩ gì nhưng mà trước cái thời điểm mà cuộc chiến ukraine ấy, thì nói thẳng ra là putin là một người mà không phải là người lý tưởng không phải là người uh, theo cái tư tưởng tôn giáo và kể cả tư tưởng chính trị nữa cho nên cái người như vậy thì người ta không có phải là một người quá mộ đạo đúng không ạ ờ, tất nhiên là ông ấy vẫn theo đạo nhưng mà ông không quá mộ đạo và không có sùng bái Thế nhưng mà cuộc chiến xảy ra và những cái vấn đề người Hồi giáo ở Nga, người chính thống giáo và các đạo khác ấy, thì nó đã bắt đầu có những cái vấn đề này trong nước, trong các thứ. Thế nhưng mà lúc bấy giờ thì Putin đã bắt đầu làm việc với lại các lãnh đạo tôn giáo để mà người ta đại khái như là À, ông ấy tỏ ra là một người mộ đạo hơn, rồi ông ấy quan tâm đến tôn giáo hơn, rồi ông ấy đại khái là hôn kinh thánh nếu như theo lời chúng ta nghe lại đúng không ạ? Thì chúng ta thấy suốt thời gian vừa qua bản thân Putin đã đến rất nhiều cái nơi ở Nga mà nơi đấy là hồi giáo rồi ông ấy đi tặng kinh thánh, rồi ông ấy tôn vinh kinh thánh đúng không, quý vị. Đấy thì cái yếu tố như vậy và trước đó nữa thì có nghĩa là Kể từ kể từ khi cuộc chiến này xảy ra thì Putin đã dành rất nhiều thời gian của mình cho cái vấn đề đoàn kết tôn giáo ở đất nước. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy một điều rằng là cái hành động đấy của ông ấy nó khá giống với cái việc là ngày xưa Constantine đã tuyên bố là Thiên Chúa giáo La Mã trở thành quốc giáo và sau đó cái việc đoàn kết tôn giáo như vậy của ông ấy đã thu phục lòng dân, lòng quân và đã khiến cho ông ấy chiến thắng kẻ thù một cách dễ dàng. Thì có lẽ Putin cũng đã đi theo cái người uh, hoàng đế xa xưa nào đó đúng không ạ? Của đế chế La Mã đệ nhị Constantine. Còn bây giờ người ta gọi nước Nga là đệ Tam ấy là bởi vì là nối dõi của cái dòng Đông La Mã vâng thì đây là một câu chuyện rất thú vị trong lịch sử nó có nhiều ý tứ nữa và nó có nhiều cái sai bởi vì người ta nói lịch sử này làm sao người ta biết hết được nhưng mà nó liên hệ đến hiện đại để mà thấy rằng là bản thân những cái hành động của putin với tôn giáo thời gian gần đây nó rất là hợp tình hợp lý và nó rất là thực tế đúng không ạ nó đem lại rất nhiều những cái lợi ích đối với nước nga chứ còn cơ bản nếu như mà đất nước nga tôn giáo đa tôn giáo như vậy và những cái vùng nhạy cảm như vùng nam cáp cát ấy mà là những người theo hồi giáo mà nước nga nói rằng là chính thống giáo là bá đạo đúng ạ là lấn át toàn bộ thì chắc chắn là nước nga nó sẽ loạn à, cho nên là putin đã rất khôn khéo để mà làm cái việc đó sau cái việc đó thì chúng ta thấy rằng là những cái quốc gia như là dagestan hay là chechnya vân vân càng ngày càng thần phục nước nga hơn đúng không quý vị quân chechnya còn gọi là đem đến khắp chiến trường ở ukraine đánh nhau rất là máu lửa cho nên nói tới cái vấn đề tôn giáo thì cái yếu tố hòa hợp nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Còn một cái quốc gia tôn giáo thuần khiết thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt thôi, nó cũng chả có cái gì xấu cả. Nhưng mà thuần khiết hay không thì phải là hòa hợp, hòa hợp và cân bằng. Thế còn chúng ta thấy rằng ấy, ở trong toàn bộ cái lịch sử trung cổ của thế giới Tây Âu ấy, người ta gọi là đêm trường trung cổ, À, bởi vì tại sao? bởi vì cái quyền lực của nhà thờ thiên chúa giáo la mã nó quá khủng khiếp, nó lấn át tất cả các mệnh vua, toàn châu lục luôn. Cho nên nó đã khiến cho châu âu trong một cái đêm dài trung cổ. Mà lúc bấy giờ người ta thay vì dạy toán lý hóa văn sử địa vân vân nếu có thì người ta chỉ có dạy thần quyền thôi. Đấy, các cái môn thần quyền, đa thần quyền rồi cái gì đó. Cho nên là người ta không khai sáng được. Cho mãi đến kỷ nguyên à, thời phục hưng người ta mới gọi là thời Kỷ nguyên ánh sáng là như vậy đúng không ạ? Kỷ nguyên khai sáng là như vậy là lúc bấy giờ thì cái sức mạnh của nhà thờ nó không còn như trước nữa. Đấy từ cái thời điểm mà cái thành Constantinople nó nó sụp đổ đấy là chính là cái thời điểm đó và sau đó thì văn hóa phục vưng nó trỗi dậy à, các loại cách mạng tiền công nghiệp đúng không ạ rồi là người ta phát hiện ra những thứ quan trọng để mà đi hàng hải khai phá địa lý rồi phát minh này phát minh kia in ấn rồi compa biết gì từ trung quốc vân vân về đại khái nó là một cái thời kỳ bùng nổ về những cái sự phát minh sự khoa học giáo dục nào đó mà người gọi là phục hưng Đấy, chấn hưng phục hưng còn trước đó thì nó chìm trong cái đêm trường là bởi vì cái văn cái tôn giáo nó nó quá thuần khiết đúng không ạ nó quá thuần khiết cho nên là dẫn tới là nó thống trị chúng ta biết là châu ở châu âu ấy thì tây ban nha là một nước mà người ta cuồng giáo nhất về thiên chúa giáo la mã và chúng ta nhớ là thời mà tây ban nha ở đỉnh cao quyền lực của mình thế kỷ 14 thì họ tiến hành những cái cuộc thanh trừng tôn giáo khủng khiếp tức là mình mình chúng ta cứ xem lại nó có những cái vụ như thế chấn động lịch sử đấy thì nếu như mà người ta để cho cái sự tôn giáo lũng đoạn đúng không ạ thì nó sẽ dẫn tới cái việc như vậy đấy cho nên là chúng ta mới thấy là cái yếu tố tôn giáo nó hài hòa nó chính là một cái điều nó cốt yếu nhất và đấy là một cái điều mà tổng thống putin ông ấy đang làm một cách rất là hợp lý đúng không ạ và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi tối vui vẻ mạnh khỏe ngon giấc